this one. Anh cò, anh con trai rất tươi. Ăn nhiều vậy cho nó mập nhá. Cho nó mập nó xinh xinh rồi, nhưng mà ăn nhiều thì nữa nó mập thì nữa nó càng xinh hơn. Nhớ chưa? Cô Bích, cô đoán cháu mấy tuổi? Cháu như thế này nên là khó đoán. Cháu năm nay học lớp mấy tuổi cháu? Cháu 7 tuổi học lớp. Cháu lớp 1 à? Cháu lớp 2 à? Ê, cháu lớp 2 rồi à? Uống nhiều sữa nghe chưa? Ok. Vậy cháu không thích uống sữa đâu nên là người nó không mập.